Rồi, chào quý anh chị và các bạn trở lại với chuyên hàng Hùng xe hơi. Em lại cập nhật cho quý anh chị và các bạn giá bán trên những khuyến mại của những cái dòng xe Wrangler trong tháng 5 năm 2021 hiện nay. Video cũng khá là nhanh thôi vì thật sự là với những cái lô hàng cuối cùng mà Ford Wrangler nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thì gần như toàn bộ có những đầu xe này chúng ta không có chương trình khuyến mại. Duy nhất phiên bản XL, phiên bản thấp nhất thì bọn em giảm từ khoảng 5 đến 7 triệu theo xe thôi nhé. Ngoài ra 8 đầu xe gần như hiện nay không có chương trình khuyến mại gì cả. Chúng ta điểm qua nhanh là XL 616 triệu đồng, số sàn 2 cầu, mức giá lăn bánh dự kiến chúng ta sẽ dao động khoảng 664 triệu đồng với khách hàng ở Hà Nội và 656 triệu đồng với khách hàng ở tỉnh địa phương nhé. Trả góp tối thiểu dao động vào khoảng 201 đến 220 triệu đồng tùy vào từng thời điểm mà màu xe quý chị lấy. Khá là ít so với những thời điểm mà mẫu xe này giảm từ 35 đến 45 triệu đồng. Hai phiên bản một cầu, số sàn và số tự động XLS. Số sàn XLS MT 630 triệu đồng thì hiện nay bọn em cũng đã bán đúng chính sách giá bán niêm yết và chưa có chương trình hỗ trợ kèm theo. Nếu như quý anh chị thiện chí thì bọn em có thể thương lượng đàm phán thêm một gói phụ kiện theo xe nhé. Giá lăn bánh tại thời điểm này tháng 5 với khách hàng ở tỉnh địa phương sẽ là 671 triệu đồng và khách hàng ở Hà Nội chúng ta dao động lăn bánh là 679 triệu đồng. Đặc biệt hot với phiên bản một cầu số tự động XLS AT 2021, hiện nay thì chưa có khuyến mại và để mua một chiếc xe XLS AT đúng giá niêm yết cũng khá là khó tại thời điểm này khi bọn em vẫn không có xe giao. Quý anh chị có nhu cầu và thiện chí mua xe thì vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em để bên em sắp xếp lịch xe cũng như là thông báo cái mức giá bán cụ thể chi tiết nhất nhé. Wrangler Limited XLT 2 cầu Limited đấy, số tự động 2 cầu tiểu Hi-Tech thì 799 triệu đồng và khách hàng lăn bánh tại tỉnh địa phương sẽ dao động khoảng 850 triệu đồng nhé. Ở Hà Nội thì mức giá lăn bánh sẽ nhỉnh hơn 10 triệu với mức chênh lệch thuế 7,2%. Đúng không ạ, 860 triệu đồng khi chúng ta lăn bánh mẫu xe này tại Hà Nội. Wi-Tech 2 cầu hiện nay cũng đang khá hết xe rồi, 925 triệu đồng cho phiên bản này. Và mức giá lăn bánh dự kiến tại Hà Nội sẽ là 995 triệu đồng, phí sát 1 tỷ đó. Và các hàng ở địa phương, ở tỉnh địa phương với mức thuế 6% thì sẽ là 984 triệu đồng. Ngoài ra thì Wrangler Raptor cũng là một khách hàng rất khan xe rồi, 1 tỷ 202 triệu đồng. Và đặc biệt phiên bản màu xám đang khoảng 7 triệu nhé. Thì mức giá lăn bánh dự kiến ở Hà Nội khi mà chúng ta lăn bánh Wrangler Raptor sẽ là 1 tỷ 292 triệu đồng và 1 tỷ 278 triệu đồng với khách hàng lăn bánh tại từng tỉnh địa phương. Thật ra thì cái sự giảm giá và bước khuyến mại này thì cũng đã được dự báo từ khá sớm rồi, khi mà tháng 5 hay tháng 6 tới đây thì Ford Wrangler chúng ta sẽ thay đổi về xe lắp ráp trong nước và gần như không còn xe nhập khẩu cung cấp trên thị trường, cho nên là cả giá xe cũ cũng như giá xe mới chúng ta lên cao khá là nhiều. Ngoài cung cấp xe mới thì bên em cũng có lựa chọn xe cũ cho khách hàng nhé. Bọn em đang có Ford Ranger XLS số động một cầu 2018 màu trắng tên tư nhân biệt tỉnh, giá chào bán đang là 680 triệu đồng. Và ngoài ra chúng ta có một Ranger Raptor đời đầu 2019 model 2020, xe tư nhân biệt tỉnh, cụ thể là biển Đà Nẵng nhé, bọn em màu trắng, bọn em đang chào bán là 1 tỷ 170 triệu đồng. Quý chị có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua line đính kèm trên màn hình để được nhận giá bán và xem xe trực tiếp. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.